Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em sẽ làm bài mồi chua tanh để hướng dẫn các bác đi đánh cá chép. Cá chép thì nó phải ăn có chua này, có tanh này con này. Chua không thì cũng ổn, nhưng mà chua không thì nó không được nhẹ bằng chua tanh và thơm đó nhé. Đấy là đánh tổng hợp luôn. Thì phụ thuộc vào từng cái loại nước các bạn. Nước ngọt hay là nước nợ. Bình thường nhá, bình thường các bác đa phần là đánh nước ngọt đúng không? Đánh nước ngọt thì chua này, tanh là đánh ok nhất. Nhưng mà đánh nước nợ ấy thì chua, nhưng mà tanh không phải dùng tanh này nhá. Đây là đánh nước ngọt thì tanh dùng hai trứng các bạn này. Đấy, em cho các bác xem video em đã từng câu được lên cá chép nhá. Các bác nhìn này. Em toàn đánh bằng loại mồi này các bác nhá. Chết cụ. Có luôn đấy. Nó không mới chấm đen. Không, không, con này ít nhất phải 3 cân. Chưa lên hình. Chưa nhìn thấy. Hay vượt. Ôi chép vàng à. Chép chép chép. Kéo vào đây. Mắc vào đuôi sao ấy. Cũng vào đất trục đấy. Đóng đuôi khoản đấy nhỉ. Đóng vào đầu. Đầu luôn. Đâu. Đầu đây. Ừ, đóng đuôi, đóng đuôi. Đuôi, đuôi. Đóng đuôi khoản. Chỉ nhìn thấy cái đuôi bé bé. Nó cứ bơi đi. Ôi, đóng vào giữa mình luôn ấy. Mình à. Con này. Thế là bé. Ôi, đóng chắc chưa? Đóng vào giữa người. Úi giời. Hàng hàng đẹp. Đây.
chép phải. Mày lấy cái bát ở trong đi. Đỏ đấy. Cái nào? Lấy cái vào đây tôi. Chép. Ui. Tao ra bố bố. Mất làm sao. Ui giời ơi. Đúng không? Đạp luôn. Ui giời ơi. Ai mệt lên mới gỡ là cái. Ui giời ơi. Ui con gì vậy? To vậy. To nhỉ. To thế. Đây. Ui giời ơi, to vậy. Ui. To vậy. Ui nhau ơi. Ui giời. To. Nhìn cả hàng mất ui rồi. Chép vàng. Phê. B con này cũ ui ui. Ui. Lưỡi đầu nữa, lưỡi nằm nữa hỏng đi. Ui chép vàng. À dễ là thôi. Chép vàng. Ui. Này chép vàng. À, ui đẹp nhỉ. Người vàng ơi giời ơi. Ê chép khủng. Đợt này chép to đấy. Chép to nhỉ. Các bác nhìn hàng khủng này, cho con kia bê được phát xem nào. Ê anh em nhìn này, thấy người này. Ủa. Trời đất. Cấp. Cái con này khoảng mấy cân? Không, hơn đấy. Trên đấy. Rồi. Đẹp nhỉ. Rồi, cho đẹp. Cho vào rọ anh phát nào. Đấy, để anh kéo mày tuột phát mất. Trời đất. Kéo lại một nữa nhá, nữa nhỉ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Dạ man. Dạ man. Cá siêu to khổng lồ anh em ơi. Ôi, hình cá chép sướng nhỉ. Cái nhìn ở ngoài cũng to, nhìn vào điện thoại không to. Đây, cái này đưa màn hình tivi to về thật đấy. Thanh niên. Rồi. Được câu rồi, con cá này phê thật chứ. Phê thật, sướng. Ok. Chép vàng rồi anh ơi. Là đẳng cấp, chép này bò ngon quá luôn đấy. Ôi, người mang cái túi nào để thả nhỉ? Dễ làm sao đặt vàng. Tươi luôn anh em ơi. Chặt. Tao đi. Đây rồi. Chặt. Chặt anh em ơi.
Đấy, mày số hạn số em chắc ngon hay chưa? Lại thêm hàng vui đó hay. Ok, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp. Chép 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 anh em nhé. Cô lấy nhiều con cái vật nhé. Cô có vật đấy, con cái vật đấy. Vâng vâng. Cho đẹp anh em ơi. Đầu đầu cần gọi là cứ nào cong tít luôn nhá. Thấy chưa? Lấy đầu cần được cá to. Chăm chăm của rồi. Ôi ngon rồi, ngoài ô cô trợ giúp còn treo rất là to. Cái thằng này bữa trước đi như này đâu. Dạ, nay nó đi học rồi cô ạ. À, nhỏ nó còn đi học à. Bữa nay nó đi học rồi, còn đứa con này thích nhiều cô nhỉ. Dạ, của nó cũng được công ba bóng căng. Đúng cận. Đó, thì cách phối mồi như thế nào? Anh em ạ. Mồi ủ chua thì anh em đã từng xem kênh của em thì đều biết là mồi ủ chua rồi. Và công thức nào mồi như thế nào, và em luôn luôn để cái ninh ở bên dưới. Mồi ủ chua đánh rất là siêu nhạy rồi. Đánh rất là nhạy luôn. Thì em đánh toàn đánh cái hồ trong tự nhiên đó nhá. Em không hoàn toàn em không đánh ở trong ao hay là đấy đâu. Đấy, bởi vì sao em đánh tự nhiên? Bởi vì đánh nục thì các bác thấy nhiều bác bảo em đánh ao nuôi ấy, nhưng mà nuôi thì không ai cho đánh nục đâu. Các bác cứ thử đi hỏi xem, chẳng ai cho đánh nục đâu. Đấy, em câu toàn tự nhiên thôi. Chép thì cái lượng cá chép bây giờ nó cũng ít hơn cái loại rô phi, đi câu thỉnh thoảng mới được chép vào, trong một tháng em mới câu thì khoảng được vài lần đóng chép đến là rất là sướng rồi đó nhá. Vài lần đóng được chép trong một tháng ấy, vài lần đóng khoảng đến 10 15 20 con gì ấy trong một tháng ấy là rất là ok rồi. Không như các bác đi câu hồ dịch vụ hay cái ấy chép nó nhiều mà, nhưng mà thiên nhiên nó đâu ra nhiều đâu, nó hiếm lắm. Nên thỉnh thoảng đóng là con to phê. Đấy, đa phần em đi phối mồi, nếu mà em đánh màu chua không thì đánh đa phần là sẽ là rô phi, chấm cỏ rất là nhạy mới trôi. Đấy, thỉnh thoảng chép mới được, mà nếu mà thêm một ít tanh nữa thì đánh chép nhạy cực kỳ luôn. Để cho hướng dẫn các bác phối mồi này. Bài mồi của em thì nó siêu rẻ luôn, các bác thảo đánh rất ok nhá. Mồi ủ siêu rẻ luôn. Thì bóp năng xe đánh được, các bác nhìn này, mồi ủ chua nó tơi này nhá. Tươi và nhão rất là chua luôn, chua mùi ở men rượu hay mùi xoài lẩu ấy, chua thơm, bỏ ra cái ngửi thấy mùi luôn. Nhiều anh em ủ thì bảo nó có con sâu ấy, con sâu sâu ngô đấy các bạn. Trước em ủ một lần cũng có rồi, ủ xong thì con sâu to đùng luôn, mà nó nhúc nhúc rất là nhiều sâu luôn. Đấy, tươi, số các bạn thơm, nó bỏ ra mà lúc mới ngửi mùi rất là dễ chịu, nhưng mà ngửi nhiều thế là sợ đấy các bạn. Đây mùi em ủ với em. Cắm gạo này, ngô trần nước sôi này, cắm gạo này, mới lại cắm gà, ủ chung với nhau nên mới được cái màu nó đẹp như thế này. Như vậy nhá. À đây, cái con sâu này. Con này nó không phải là ấy đâu, đây con này sâu ngô này, con này đấy, nó to đùng luôn. Thỉnh thoảng ủ có cái mẻ bị rất nhiều, đây chắc là trong ngô nó còn lẫn ít. Thế là như tầm thương lên mồi bác nhá. Thì mình sẽ ủ ấy, cho hai quả chuối. Đấy, chép nó cực kỳ thích ăn chua ăn thơm mà mới là tanh. Các bác câu run là đôi khi còn được chép ấy, may mắn lắm mới được ấy. Nhiều bác cứ bảo là đi câu chỉ cần run là được, nhưng mà bây giờ các bác thấy đường nó đổ hết bê tông rồi, đâu ra run. Đấy, thứ hai là đi câu run chắc chắn là cơ hội gặp chép là rất là hiếm. Nên chép chấm chua này cực kỳ hiếm ăn run ạ. Chấm cỏ nó cũng ăn run, trước em câu cũng được nhưng mà nó hiếm lắm. Mà câu loại này đa phần là dính ngay.
đấy các bạn này, hai chuối nhá, hai chuối mẹ. Cái trứng gà công nghiệp này rất là rẻ anh em ơi, trứng gà công nghiệp này tanh mà rất là rẻ, mà cực kỳ nhạy luôn, nhạy với cả bọn rô phi nó cực kỳ luôn, rô phi chép là cực kỳ nhạy. Đấy thì cái này có 2.000 quả này, bác làm khoảng đôi quả về là một quả mồi là cực kỳ đẹp. Cái này đánh đơn hay năng C đều được, đơn hay năng C đều được, nhưng mà quan trọng là anh em phải phối mồi. Ví dụ như anh em đánh đơn ấy thì phải cho nhiều bột mì hơn và cho cắm khà nó vừa phải. Nếu đánh năng C thì cần cho nhiều cắm khà hơn để nó nở, mà nếu cho bột mì nhiều quá ấy, thì lại xuống nước lại không nở được ra. Đấy, nếu đánh năng C các bác nhớ là cho nhiều cắm khà hơn là bột mì, còn nếu đánh đơn thì cho bột mì nhiều hơn cắm khà một chút để mồi nó dẻo và nó khó tan. Còn em đánh nục thì em cứ cho vừa phải, nhưng mà các bác cứ đi câu dần thì các bác sẽ căn được cái lượng mồi. Mà đánh nước ngọt thì các bác thường dùng lại tanh này nhá, tanh này là nhạy nhất, đánh nước ngọt. Còn nếu mà đánh kiểu như tanh hồ nước nợ mà, thì trong miền Nam ấy, em thấy các bác ở trong miền Nam nhiều mà có hỏi là đi câu sông ngoài sông nước nợ, thì trong đấy em thấy đa phần là nước nợ nhiều, cái nước đục đục đỏ đỏ các bạn. Thì các bác dùng loại tanh là phải dùng tôm các nhá, cái loại tôm bác mua ngoài chợ ấy, chỉ mua 10.000 đây, các bác giã nhuyễn là xong rồi cho vào đây trộn. Thì mấy nữa em cũng sẽ hướng dẫn các bác làm theo công thức đấy, và có video test trực tiếp cho các bác xem em đi câu ngoài sông nước nợ nhá. Như bác giã nhuyễn bóc hết vỏ, phải bóc hết vỏ giã nhuyễn mềm ra, xong rồi nhuộn trộn với cái này. Đấy thì cá ngoài sông nước nợ bao giờ nó cũng thích ăn tanh, tanh là chủ yếu. Nhưng mà tanh không đánh ngoài đấy này, hay gặp cái loại cá rói này, cá cháp này, mẹ nhiều cá tạp nó ăn hết mồi ngay. Ít khi được chép ngoài nước nợ, chép nước nợ các bác phải có thêm ủ nữa. Đây qua làm hai trứng cho vào. Thì nhiều anh em cũng gửi ảnh qua Zalo này, nên chép nên mầm các bác vào xem kênh các bác bình luận đấy. Mà ủ không của em nên chép cũng vật vã rồi, nhưng mà nếu bây giờ các bác mà thêm cái loại này vào nữa thì các bác đánh chép thì chuẩn bài luôn, không chạy đâu được. Hai trứng các bác nhá. Đấy, tanh lắm, bỏ là cực kỳ tanh luôn. Thì dạo này thì có nhiều bác hỏi sao ít ra video, bởi vì này nó lạnh quá, sao miền Bắc đợt gần Tết nó lạnh quá, đi câu hầu như là món các bạn. Trời nó lạnh thì cá kiểu như là cá nó xuống bùn, nó nằm ổ ấy, nó ở chứ nó không đi ăn đâu. Bây giờ trời ấm cơ, đặc biệt anh em đi câu chép thì cứ đợi sau cái khoảng trời mưa xong nhá, trời mưa xong nước đục đấy các bạn, tầm đấy nó đánh cái bài mồi của em nhỉ. Em thề các bác là không nào mà không được chép, khẳng định trăm trăm bác là cứ trời mưa xong nước đục mà các bác em mồi đi em là auto hôm đấy là không biết là bao nhiêu cá chép mang về. Để các bác nhìn nha, đặc biệt là đợt vừa rồi Tết người ta cũng thả nhiều chép ấy, người ta cúng táo ấy, nên là đợt nào khoảng tháng 3, tháng 4 các bác đi câu chép là ngon nhất. Mình sợ mấy thằng đi kích nha. Đó, được cái ở chỗ em bây giờ nó nhiều cái đầm tự nhiên ấy, đầm nó tuy nhỏ nhưng mà được cái là tự nhiên, nó không bị động, không ai kích. Đấy, câu rất là tốt, thỉnh thoảng có người vào đánh lưới thôi, còn đâu là nó không bị động nhiều, nó động một điện cái là cá nó chạy hết. Đấy các bác nhìn nhá, tanh lắm, này cực kỳ tanh mà chua. Đấy các bác nhá, đây là bây giờ mình phải nhão này, không thể đánh được đâu. Nhão này các bác phải cho thêm vào cắm gà vào. Thì cắm gà này nó chỉ là phụ gia các bác nhá, cắm gà là phụ gia để cho mồi nó cứng thôi. Đấy, còn anh em có khoai bóp vào nữa, khoai thì kiểu như là khoai nó nhuyễn ấy, các bác bóp vào tay rất là thích bởi nó mềm, nó rất là bột bột. Cắm gà này thì mình cho vào nó không được bột như vậy bởi vì cắm gà nó hà to mà, nhưng mà bóp là rất là chắc. Cái này cắm gà hay cắm chim được, anh em cứ cho theo tỉ lệ cắn nó vừa phải, đừng quan trọng quá tỉ lệ, quan trọng nhất cái mùi, mà mùi thì bỏ ra nó nồng nặc như nhau rồi. Mình cứ cho tỉ lệ sao nó vừa quen tay để mồi khô dễ bóp mà được, chứ bây giờ cứ bảo cắn tỉ lệ bao nhiêu thì cũng nó còn phụ thuộc vào cái loại mồi ủ của bác ra nó có nhiều nước nó ẩm hay không nữa, rất là khó làm. Anh em đã từng sử dụng bài mồi của em thì nhiều bác cũng đã học ra cái kinh nghiệm đấy, là mình cho bao nhiêu là để vừa phải để mồi nó được mềm nhất và bóp vào lưỡi dễ dàng nhất mà không bị tan. Đấy, nhìn chưa, cái này nhá, mình đảo trộn một lúc xong rồi để cái cắm gà nó nở ra để nó hút hết cái nước của nó này nhá, nó cũng hút hết nước mình cho làm sao hút hết nước để sao nó mồi nó được khô. Đặc biệt là cái chuối các bác này, cái chuối này khi đi câu nhá, mình để ngoài trời nắng nó rất dễ chảy nước, nên là lúc nào khi đi câu em cũng phải mang theo cái này phòng thân này, nên bột mì phòng thân chẳng may một lúc sau mồi nó nhão cái cho vào luôn. Đấy, chắc chắn là chuối nó sẽ nhão ra chứ không bao giờ là mồi của mình nó khô được đâu. Đấy, mình cứ cố gắng cầm theo
Đấy. Mùa này các nhá. Mùa này đánh ngay thì rất là nhạy, còn nếu các bác muốn đánh ở cá nheo này, cá trê này, cái loại cá ta trơn ấy thì các bác có để ủ qua một đêm. Ủ qua một đêm cái mùi trứng này các bác này. Cái mùi trứng này bắt đầu nó kiểu nó thối thối đấy, thùng thủm ấy, đánh cá nheo nhạy kinh khủng luôn. Đặc biệt là thả nó ổ mà đánh rồi. Thả ổ mà đánh thì quên đi. Đấy. Cá nheo này mấy cá trê này nó hen run tanh mới ăn cái loại cá chết ấy. Đấy, các bác có kinh nghiệm gì biết ngay. Nhưng cái mùi trứng này để qua một đêm là nó nên hơi nó không thuộc đánh phề lắm. Còn đâu là mình đánh chắc phải đánh hết ngay các nhá. Bác căn lượng mùi làm sao mà đánh mà đánh được hết mùi ngay, không mùi trứng ngày mai là kiểu nó lên mùi thối ấy. Mùi thối là không đánh được chắc đâu. Đó. Mùa này của em thì thật sự là nhiều bác khen quá trời luôn. Nhạy. Mà rẻ quan trọng là sao, quan trọng mùi nhạy nhưng phải rẻ. Bởi vì anh em bây giờ không có thời gian nào đi đào run cả. Mà run bây giờ đâu ra đâu. Đặc biệt là cái đợt mùa đông này đất nó khô ấy, không đào được ra run. Thứ hai bây giờ muốn về đi câu đúng không? Các bác đa phần cũng là người làm công nhân đó. Bây giờ đi làm về khoảng 5 giờ mà mình muốn đi câu thì lại bị đào run giờ đến 6 giờ hết thời gian, làm gì thời gian đâu mà câu. Đấy, nên mình có mồi ủ sẵn sàng ở nhà nhé, về thích cái là đi ngay, cầm mồi đi ngay. Tha chuộng rất là dễ dàng. Mà đơn giản mà tiền lại rẻ nữa. Đi đào run thì mất nửa tiếng hồ, tính là cái tiền lao động ấy cũng là nhiều hơn cái tiền mình làm mồi ủ này. Mà run nữa này hiếm, cuốc này mệt lắm. Nhiều chỗ các bác ở quê có kiểu như có nhiều đất ấy thì còn có run, chỗ em bây giờ hầu như đổ hết đồng bê tông này không có run. Đây các bạn này, mùi này, bắt đầu mình để nó khô, bắt đầu nó dẻo đấy các bạn này. Ít rồi, siêu nhạy. Khi mùi dẻo rồi thì mình phải cần cho bột mì. Bột mì nó cũng chỉ là cái phụ gia mình để kết dính cho mùi dễ. Nhiều anh em có các kết dính khác nhau đấy. Nhiều bác thì dùng bột gạo nếp. Đó. Câu năng C thì các bác cho ít bột mì thôi nhé, để mùi nó xuống nước nó tơi ra đấy. Còn câu đơn thì phải cho nhiều một tí, bóp mùi nó đỡ bị tã ra. Đi câu nó yên tâm hơn. Em câu lục thì em chỉ trường cho vừa phải thôi. Lục cần vừa phải đánh ok rồi. Đấy, ví dụ như là bác đánh đơn một cái ổ này, xong rồi mình xả đơn hậu đài, xả là ổ một nửa ổ đi. Xong rồi ngồi ngâm đánh đi. Phê thôi rồi, quên chết đi. Đấy, những anh em nào đang sử dụng bài mồi của em mà lên được chép từ bài mồi ủ của em không thì cứ vào bình luận bên dưới nhá. Em rất là cảm ơn các bác và chia sẻ với em. Thường các bác nhìn thấy một quệ này mà đánh hay hơn là các bác đi mua cái bài mà bài ngoài quán, cái bài D1, D2, D3, D4 mà trộn sở tinh tiếp. Em thấy cực kỳ tốn tiền, trước em làm theo rồi. Cực kỳ tốn tiền mà đánh thì hôm được một con rô đồng. Đợt em nhớ em về em đánh đúng rồi, mấy hôm nào được mấy con rô đồng con rồi. Chẳng được con chết mại con chép nào. Rất là tốn tiền. Ủa, em nói các bác là mùi này mình ngửi còn muốn ăn, em thật bác ngửi muốn ăn, nó chua chua thơm thơm. Mùi chua chua này, thơm thơm của mùi chuối này, hơi tanh tanh của trứng như kiểu trứng chín ấy, rất là thơm. Mùi dễ chịu, người ngửi còn thấy dễ chịu. Quan trọng nhất là mình phối mồi ra nó có cái mùi các bác nhá. Không quan trọng về tỷ lệ mà quan trọng nhất là cái mùi. Mùi hương vị nó phải hấp dẫn. Đó. Còn nếu mà em khẳng định các bác là các bác mà làm khoai ủ thì cũng ra mùi, nhưng mà nếu khoai ủ mới ngô ủ các bác ngửi mùi cái là mùi ngô ủ bao giờ nó cũng nồng nàn hơn là mùi khoai ủ. Mùi khoai em thật là bóp khoai nó sướng hơn, bởi bóp khoai thì nó mịn tay thôi chứ còn đâu mà độ nhạy thì chưa chắc đó bằng ngô đâu bạn. Đấy, em đánh bài mồi rất là hay. Và khi các bác ủ cái bài mồi của em nhá, nó vẫn luôn ra nước vào bát sò này, ấm lắm. Lúc nào cũng nên men luôn, lúc nào cũng nên men ấm như này cơ mà. Đó. Rồi, các bác làm như theo em bên này, đánh chép là auto sẽ là lên chép trôi này, chấm này, tô phi này, đánh cực kỳ nhạy luôn. Mà đây là đánh ở chỗ nước ngọt các bác nhá. Còn nước nợ thì các bác nên phối mồi bằng tôm. Em thật các bác là sử dụng tanh của tôm ấy thì nó sẽ lên được nhiều các loại cá khác của nước nợ hơn. Đấy, chúc các bác luôn thành công nhá. Bài mồi của em, ai mà đã lên được hàng hãy like cho em một cái share để ủng hộ kênh. Thank you, chào. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.